Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Rồi bắt giao rẻ nằm ở đâu? Ăn kem giao rẻ nằm ở đâu? Mua ạc Roblox và cài thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Ây, trời đất ơi, bây giờ phải giấu kim cương ở chỗ nào đấy bạn ơi? Tính ra là bà Sam hôm nay là ngày mình lãnh lương. Bà Sam ba lấy hết kim cương của mình rồi. Bây giờ chỉ còn có 2 viên này thôi. Mình phải tìm chỗ nào đó để mình giấu thật là kỹ. Để xem coi, giấu ở trong tủ giày được không ta? Cái tủ giày này không được. Lỡ đâu giấu trong tủ giày bà Sam mà phát hiện ra sao? Ở trong TV cũng không được. TV thì bà Sam mới hay coi TV lắm, cũng không được luôn. Hay để trong hồ cá ta? Rồi để hồ cá là thấy luôn rồi chứ còn gì nữa. Bây giờ giấu ở chỗ nào ta? Ngay từ ở chỗ này có cái tủ này. Cái tủ này là cái tủ đựng đồ của mình. Bà Sam chắc bà không biết đâu. Ok, yeah. Mình sẽ giấu 2 viên kim cương của mình vào đây. Rồi, xong mấy bạn ơi. Không cần TV. Hello Sam, Sam mới đi chợ về hả? Trời ơi, đi chợ về gì, tôi có tiền đâu mà đi chợ. Nên bây giờ tôi qua nè. Trời ơi, Phong làm gì vậy? Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi hồi sáng nay tôi mới lãnh lương xong, tôi đưa cho Sam 8 viên kim cương của tôi rồi. Sam đi chợ rồi mà, trời, tôi đâu còn tiền đâu hả? Sao tôi thấy thiếu gì ta? Hình như là tôi ngửi cái mùi như có ai đang giấu quỷ đen thì phải. Làm như gì có người nó dối đây. Có không? Có không? Có. Có à? Chắc không? Chắc chắc thiệt. Ôi mà tìm ra tôi quánh ông liền. Từ từ xíu. Ấy, chẳng không đủ này. Sam ơi, làm gì có đâu Sam. Phong còn té giấy cái gì đó. Trời ơi, bị phát hiện rồi bạn ơi. Ôi thôi mà Sam, cho tôi xin lỗi đi. Tại vì á là cuối tuần này á, tôi với hội anh em là có hẹn nhau là sẽ cùng nhau đi ăn. Nhưng mà tôi không có tiền, cho nên là tôi mới giấu quỷ đen tôi. Ôi đừng có xạo, ông giấu tiền thì ông đi chơi điện tử gì. Tôi biết thừa mà, hãy cho tiền kiếm ăn rồi còn muốn tiền của tôi nữa. Không, ôi đừng có bắt chữa đó, khó chịu ghê luôn à. Mệt ghê luôn. Thôi được rồi, đừng có giận nữa, tôi hứa là tôi không có vậy nữa đâu. Trời ơi, thôi, vô ngồi ăn đi, tôi nấu ăn cho mà ăn nè. Mệt ghê luôn á. Đó. Ê, thôi được rồi, vậy giờ ăn đi. Ủa mà Sam hôm nay Sam nấu cho Phong ăn món gì vậy? Nè. Ủa, thấy gì không? Ủa sao có mỗi cái hamburger vậy? Trời ơi, trời, tiền không đưa ít mà ông đòi tôi nấu đồ ngon là sao vậy? 8 viên chứ nhiêu. Ủa trời ơi, 8 viên kim cương thì ít nhất cũng phải mua được 8 con gà quay rồi. Tại sao Sam mua tôi có mỗi cái hamburger vậy? Trời ơi, mua gà quay đi, tôi muốn ăn gà quay. Ông ơi, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền tùm lum thứ. Ông đòi, ông đưa 8 viên kim cương làm sao tôi lo hết được. Cái này là còn may á. Trời ơi, không chịu. Ông chịu gì ông chịu. Tùy ông chứ bây giờ ông này nhát, không đi làm việc rồi trốn việc còn bày đặt dấu quỷ lương của tôi vậy. Tôi chưa chắc ông là may đó, mà nói chắc tôi. Ủa, tính ra Sam đừng có nói vậy nha. Tôi làm việc cực khổ nguyên một tháng trời mới được 10 viên kim cương. Tôi đưa hết cho Sam rồi, Sam còn đòi gì nữa? Tôi chỉ có hôm nay là tháng này là tôi lỡ rồi, tôi giấu thôi, tôi đâu có muốn đâu. Tại vì là anh em của bọn tôi là có hẹn đi chơi với nhau của bộ. Tôi muốn nói chuyện ông đồng nói chuyện lúc nào cũng giải thích hoài luôn á. Tôi mà đi làm tôi còn nhiều tiền không á. Chẳng qua tôi ở nhà tôi nấu ăn cho ông. Nè, Sam đừng có nói vậy nha. Sam nói vậy là Sam xem thường tôi rồi đó. Tính ra là Sammy làm, Sammy giữ tiền của Sam, còn tiền lương của tôi Sam cũng đòi giữ luôn. Sam mua quần áo nè, một đống quần áo nè, quá trời quá đất luôn á. Sao tôi không nói đi? Còn này á, Sammy giữ tiền của tôi, Sam không cho tôi tiền thôi, Sam còn bắt tôi phải ăn hamburger nữa. Trời đất ơi, tôi đang giúp ông tiết kiệm tiền cho ông để mở một cái cửa hàng, còn gì nữa? Ông còn đòi gì? Nè, đừng có nói như vậy nha. Bà suốt ngày á chỉ biết dành tiền cho riêng bà thôi. Bây giờ tôi không thèm ăn ở đâu, tôi đi luôn cho mà coi. Trời ơi, chắc sợ bà không ăn thôi, tôi tự ăn thôi. Trời ơi, tôi đem qua cho người khác ăn, làm như thiếu người là không bằng. Sammy, tôi ghét bà. Từ nay á đừng có nói chuyện với tôi nữa. Từ nay đừng làm bạn gái với tôi nữa. Tôi giận bà rồi, tôi đi đây. Trời ơi, ông nói cái gì kỳ cục vậy là sao hả? Trời ơi, giận luôn, đi luôn nha. Tôi không tiếp người dân đi ra ngoài nhà tôi đi. Tôi không tiếp nữa. Bà đuổi tôi đi đúng không? Được rồi, bà nhớ nha, bây giờ tôi đi tôi kiếm bạn gái khác. Tôi không thèm bà làm bạn gái tôi đâu. Bạn gái kiểu gì mà đã hung dữ rồi nè, còn không chịu nấu ăn cho tôi nữa rồi còn lấy hết tiền lương của tôi nữa. Nghỉ chơi bà luôn, tôi đi luôn ha. Tôi không thèm, tôi không thèm ở bên cạnh bà ở đâu. Bà là đồ đáng ghét, tôi ghét bà. Tôi đi đây. Tôi đâu có cái xe cho ông ăn nè, không cần. Không thèm nữa, không thèm. Trời ơi bạn ơi, bà Sammy á, bà giữ tiền lương của mình rồi mà bà còn la mình nữa. Thiệt, đúng thiệt, cái đồ quá đáng mà. Giá như mà thời gian quay lại á, tôi chắc chắn á sẽ không chọn bà làm bạn gái của tôi đâu. Biết
bao nhiêu người ở ngoài kia người ta tốt bụng với tôi bao nhiêu, vậy mà tôi không chọn, tôi lại chọn cái người hung dữ mà xấu xa như bà. Từ từ, biết bao nhiêu người ở ngoài kia. Hay nha, hay nha. Ừ hả bạn, tại sao mà mình lại không thử chế tạo ra một cỗ máy để mình biến thử, coi coi mình có một người bạn gái mới, để xem coi người bạn gái mới của mình sẽ như thế nào. Hợp lý, hợp lý. Được, 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 cái ý tưởng này hay nè, ý tưởng này hay nè. Được, bây giờ mình sẽ đi làm thử nha bạn nha. Để mình coi coi mình sẽ để cái cỗ máy này của mình ở đâu đây ta. À đúng rồi, để ở trên núi đi. Để ở trên núi là hợp lý nhất, không sợ bị ai phát hiện hết. Thôi, đi thôi bạn ơi, let's go. Rồi, cắm cây đuốc lên nè. Rồi, xong mấy bạn ơi. Cuối cùng thì mình cũng đã hoàn thành xong được cái cỗ máy đá đỏ của mình rồi bạn ạ. Đây, xin giới thiệu với bạn, đây chính là một cái khối lệnh. Và cái khối lệnh này á, nó sẽ giúp cho mình chỉnh sửa những cái lệnh ở trong Minecraft. Ví dụ như Sammy là bạn gái của mình đúng không? Thì bây giờ mình chỉ cần đổi tên Sammy thành tên của một ai đó thì ngay lập tức người đó sẽ trở thành bạn gái của mình. Nè, nghe hấp dẫn không mấy bạn? Ok, được rồi, bây giờ á tôi sẽ chỉnh thử nha. Bạn gái của tôi sẽ là ai bây giờ ta? Suy nghĩ coi. Ha. Mèo Simmy, đúng rồi, hay là mình thử chọn mèo Simmy với người ta. Mèo Simmy là em gái của Sammy, nhưng mà em gái của Sam thì không biết tính cách có giống Sam không ta. Mình nghĩ là Simmy sẽ dễ thương hơn, sẽ hiền hơn, chứ không có hung dữ như cái bà Sam này đâu. Chắc là mấy bạn cũng biết mà đúng không? Simmy rất là hiền chứ có bao giờ hung dữ đâu. Ok, được, được, mình sẽ chỉnh cái cỗ máy này. Simmy sẽ trở thành bạn gái của tôi. Rồi ok. Động đất, động đất. Cái gì vậy? Trời ơi bạn ơi, cỗ máy của mình nó mới vừa hoạt động xong rồi nè. Yes, yes, vậy là coi như thành công được rồi đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi qua nhà của Sim hả ta. Qua nhà của Sim thì Sim sẽ biết thành bạn gái của mình này đúng không nhỉ? Tôi thấy hồi hộp thế nào các bạn ơi. Tự nhiên có bạn gái mới thấy hồi hộp quá. Thôi kệ, cứ qua bên nhà của Sim để xem thử coi. Simmy chắc chắn sẽ là một người rất là hiền lành và dễ thương luôn, chứ không có hung dữ như cái bà Sammy này đâu. Tôi không có thèm mà Sam là bạn gái của tôi đâu. Không có thèm. Được rồi, bây giờ mình sẽ qua bên nhà của Simmy để xem thử nha bạn nha. Đi thôi. Rồi, ok bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ qua bên nhà Simmy để mình gặp thử Simmy coi không biết là Simmy có nhận ra mình là bạn trai của Simmy không ta. Hey, mình hơi lo lo bạn ơi, lỡ đâu người ta tưởng mình bị khùng xong người ta lại bắt mình vô trong nhà thương á thì xong luôn á trời. Ok ok, bây giờ mình sẽ vô trong nhà của Sim nè. Đây là nhà của Sim nè. Rồi rồi rồi. Tự nhiên hồi hộp quá bạn ơi. Ok, bây giờ mình sẽ mở cửa ra. Nhưng mà khoan từ, khoan từ, từ từ từ. Chết rồi. Bây giờ á mà mình không biết là Simmy có nghĩ là mình là bạn trai của Sim nữa mà mình tự tiện mình vô nhà rồi mình mở cửa ra. Nó hơi kỳ sao á. Nhưng mà không sao, chắc không sao đâu. Bây giờ mình sẽ thử mình mở cửa. Rồi ok, vô nhà, vô nhà. Ui, Simmy kìa bạn. Không cần. Trời đất ơi, sao tới bây giờ ông mới về nhà hả? Thành á. Hello Sim. Gì mà hello như người lạ vậy? Hôm nay tôi tới nhà Sim chơi. Dạo này Sim Sim khỏe không? Cái gì mà tới nhà chơi? Ông vừa mất hết chết hả? Không cần. Trời đất ơi, tính ra tụi mình là bạn trai, bạn gái hơn 4 năm trời rồi. Ông mới tỏ tình tôi hả? Mấy bạn ơi, hình như là có hiệu nghiệm rồi, hình như là lệnh có hiệu nghiệm rồi. Ok ok, bây giờ mình sẽ đóng vai là bạn trai của Sim luôn nha. Tại vì hôm nay trời nắng quá cho nên là tôi đi ra ngoài đường á, tôi hơi bị say nắng á, tôi quên mất là bọn mình là người yêu của nhau á. Trời đất ơi, nghĩ sao ra ngoài đường trời nắng quên người yêu luôn là sao vậy? Trời ơi, ông chờ tôi nấu ăn, tôi chờ ông mãi chờ ông má. Nấu ăn luôn hả? Trời đảo quá vậy. Trời ơi, quá trời đồ ăn ngon luôn. Tôi biết là hôm nay là ông sẽ về nhà nên tôi đã quyết định nấu cho ông một bữa ăn thật sạc siêu ngon luôn. Ồ, đã quá vậy ta. Ê, nhưng mà khoan từ, Sim ơi, cho tôi hỏi lần nữa cho nó chắc nha. Là tôi với Sim là người yêu của nhau, là bạn trai, bạn gái của nhau đúng không? Đương nhiên rồi, ông bị mất trí nhớ hả Phong Cận? Không. Mà quên mình là ai luôn. Xin lỗi, Phong, xin lỗi mà, Phong xin lỗi, Phong xin lỗi. Hay. Trời ơi, bạn thấy không? Simmy dễ thương quá trời quá đất. Đâu có hung dữ y như cái bà Sammy ở nhà của mình đâu. Yeah. Suốt ngày la mắng mình hoài. Mình chỉ cần nói là mình quên Sim cái thôi là Sim ngay lập tức là Sim buồn liền. Trời ơi, người yêu phải vậy. Rồi rồi, để Phong xem thử coi hôm nay Simmy sẽ nấu những cái món gì cho Phong ăn nè. Để coi coi. Đầu tiên là hôm nay là Sim nấu cho Phong món hủ tiếu luôn hả? Trời ngon quá vậy. Trời đúng ơi. Rồi. Và ngoài ra nha, Sim còn làm cho Phong nhiều bánh quy hơi dễ thương luôn đó. Wow, trời ơi, mấy cái bánh quy
màu hồng nhìn dễ thương thiệt sự luôn á. Cảm ơn nhiều nha. Rồi ở đây à. Mà thì tình yêu của tôi dành cho ông đó con cờ. Trời ơi ngọt ngào quá bạn ơi, bạn thấy không? Người yêu là phải dễ thương như vậy á. Ai hung dữ với bà Sam đâu. Để tôi xem coi. Ở đây có trái cây nè, coca nè. Rồi bên đây có sushi, bánh pizza nữa. Rồi còn có cả gà quay nữa nè bạn. Trời ơi. Thì ở chung với Sim là tha hồ được ăn đồ ăn ngon luôn. Tại vì là Simmy làm quán ăn mà bạn, tiệm bánh mà, cho nên phải có nhiều đồ ăn rồi. Thôi thôi Sim ơi, bây giờ bọn mình cùng nhau ăn cơm ha. Trời. Ăn thôi. Rồi ăn thôi ăn thôi. Rồi rồi ok, để Phong thử coi cái món hủ tiếu mà Sim nấu cho Phong này nó có ngon không nha. Ok để mình thử húp miếng nước nè. Trời ơi. Ủa? Phong cần không sao vậy đó? Sim ơi, Sim nấu ăn cái gì mà sao nó mặn chét vậy? Hả? Mặn hả? Đúng rồi. Ê, chết rồi, có khi nào tôi bỏ lộn rồi là ghi ta hủ đường thành hủ muối không ta? Nó mặn trời, quá rồi. Trời ơi. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Thôi em sao, nói chung là Sim đã dự phòng. Nếu mà Sim nấu nó mặn quá, đây có đường nè, để Sim bỏ đường vô nha. Đường hả? Ờ ok ok. Sim ơi, Sim ơi, hình như là Sim ơi bỏ nhiều đường rồi Sim ơi. Ê Sim ơi, nhiều quá vậy? Nhiều quá hả? Nhiều, cái này còn ít mà, đây thêm chút nữa. À trời. Những này là ngon hơn rồi á. Nè Phong thử ăn đi, nó còn nóng lắm á. Rồi ok, trời ơi bạn ơi, Sim bỏ nhiều đường cái nỗi mà mấy cục đường còn chưa kịp tan ra luôn nè. Rồi ok ok, để Phong thử nha. Sợ quá bạn ơi. Ok thử miếng coi, chắc là sẽ ngon rồi. Trời ơi, sao mà nó ngọt dữ vậy. Trời ơi. Mà từ không được, mình không thể nào nói cho Sim nghe được. Lỡ đâu bà lấy thêm hũ muối mà bỏ vô nữa là coi như là chết rồi luôn. Mình ăn là mình chết luôn. Ngon lắm. Ngon hả? Tôi vui lắm. Trời ơi, ngon. Nên nấu những món ăn tình yêu là cho Phong cận tôi ngại quá rồi. Ông ăn đi nha. Nhân Phong nha. Lát nữa nha, ăn xong cái này tối tôi còn nấu gần 100 cái bánh kem dành tặng cho ông nữa. Yên tâm nha. Bánh kem nữa. Thôi Sim ơi, Phong nghĩ là tối nay bọn mình đi ăn nhà hàng đi. Tôi nghĩ là bọn mình đi ăn nhà hàng với nhau nó vui hơn á. Chứ mà Sim nấu ăn nhiều quá, Phong sợ là Sim sẽ bị vất vả, hiểu không? Cho nên là thôi, để Phong dẫn Sim đi ăn nhà hàng nha. Nha được không? Thôi vậy sao cũng lâu rồi chứ, ăn nhà hàng cũng được. Rồi ok. Còn nhiều món lắm. Ông ăn thoải mái. Được rồi. Cái tô hủ tiếu này là coi như là bỏ luôn rồi các bạn, không thể nào ăn được cái món hủ tiếu này được rồi đó. Bây giờ mình sẽ thử thôi mình ăn bánh quy đi. Bánh quy chắc là bánh quy này là Sim làm luôn đúng không? Đúng rồi, bánh quy là bánh quy cầu vòng đó. Bánh quy cầu vòng nhìn nó màu sắc để bạn nhìn là biết ngon rồi. Đâu để Phong ăn thử coi, bánh quy là nó phải ngọt đúng không bạn? Để mình ăn thử nè. Trời ơi cái gì vậy? Sao mà cái vị của nó đắng các bạn ơi. Sim ơi, bánh quy này Sim làm bằng cái gì mà sao vị của nó đắng lạ vậy Sim? Sim đắng sao? Mình có bỏ trứng, bỏ bột, bỏ trứng bột nè, rồi gì nữa? Ôi chết rồi, tôi không bỏ đường giết chân quá. Cái này nó đắng luôn. Sim ơi, Sim có nhầm là Sim có bỏ cái gì nó đắng vô không? Ví dụ như là khổ qua hay là gia vị gì bị hết hạn hay gì không mà sao tôi thấy vị nó hơi đắng đó nha. Trời ơi làm có. Trời ơi bánh ngon cái gì mà. Thôi nếu mà ông thấy nó nhạt quá tôi bỏ trong thêm một chút. Thôi được rồi. Cảm ơn Sim rất nhiều. Thôi được rồi, để Phong chuyển qua Phong ăn bánh mì đi. Chứ bánh quy này á Phong ăn nhiều quá Phong sợ nó hết đó rồi Phong sẽ không còn bánh quy để ăn nữa. Còn tốt bữa mình quá. Thôi được rồi, để Phong ăn thử bánh mì coi. Cái gì vậy trời, cái gì mà ổ bánh mì nó cứng như cái cục gạch vậy trời. Ngon không gì, bánh mì ngon Sim ơi. Ngon hả? Trời ơi hay quá. Tính ra tôi để cái bánh mì này chắc cũng gần một tuần trong tủ lạnh rồi mà nó vẫn còn ăn được. Trời ơi tốt vậy. Trời ơi các bạn ơi, tôi không biết sao mà Caron có thể chịu đựng được ăn những món ăn này mỗi ngày luôn các bạn. Ngon được rồi. Còn nè sushi với pizza là Sim làm luôn hả? Đúng rồi, nói chung á. Vậy thôi. Vậy thôi, tôi ăn hủ tiếu rồi. Chắc là hai món này tôi không ăn đâu. Tôi ăn hủ tiếu no rồi. Dư nhiều gì mà ông không ăn. Có phải ông ghét tôi nấu ăn đúng không? Không. Làm gì có. Trời Sim nấu là Phong thích lắm. Nhưng mà chắc là do thì sáng nay á Phong lỡ Phong đi ăn ở ngoài đường á, Phong ăn nhiều quá giờ Phong no. Thôi chắc là cái bàn đồ ăn này mình để bỏ tủ lạnh đi. Rồi ngày mai mình ăn sao ha? Ngày mai mình ăn sao? Ừ. Hôm nay ông có là lạ gì ta?
ta? À, đâu có gì lạ đó. Dạ thôi được rồi, đồ ăn này giờ mình để đây đi ha, rồi bây giờ bọn mình đi chơi đi. Bọn mình đi chơi đi rồi. Không đi chơi, hôm nay gọi là Sim đã nấu cho Phong rất nhiều món ăn ngon nên Phong phải thưởng cho Sim một nụ hôn trên má. Cái gì? Hôn mà. Ủa? Thường là mỗi lần mà Sim nấu ăn cho Phong xong thì Phong sẽ thường hôn vào má mà. Quên hả? Hôn mà. Trời mấy bạn ơi. Đúng rồi. Mặc dù là tôi biết bây giờ là tôi đang đóng vai là bạn trai của Sim, nhưng mà hình như mình làm như vậy thì mình hơi có lỗi với Sam mấy bạn ơi. Mình có nên làm vậy không ta? Mấy bạn nhớ comment xuống bên dưới mình biết nha. Sim ơi, hôm nay Phong đang bị gì ta, bị nhiệt miệng. Trời, cái miệng Phong đang bị đau. Hả? Cho nên là Phong không thấy ông ngôn rau. Phong cậu, rau này ông rất là lạ luôn nha. Tôi nấu rồi ăn, ông chê dở. Tôi gọi là bảo ông gọi là hôn vô má tôi, ông lại bảo là đau răng. Chẳng lẽ ông ghét tôi, ông đã có người mới hả? Tôi sẽ giận được. Đừng lại, Phong cẩn thận nha. Xem ơi, xem bình tĩnh đi xem. Tôi không... Trời mấy bạn ơi, cái bà Sim này á, bà hung dữ quá. Trời ơi, tính hàm bà nấu ăn còn thua Sam nữa. Mà bà còn hung dữ nữa. Thôi không được. Không được các bạn ơi. Simmy là coi như là không thể nào mà trở thành bạn gái của mình được rồi. Bởi vì á là mình thấy có vẻ là mình với Sim là không hợp nhau các bạn ơi. Thôi được rồi, bây giờ mình nghĩ là mình phải chọn người khác thôi. Nhưng mà bây giờ chọn ai bây giờ ta? Chẳng lẽ là Ruby hả? Không được, Ruby thì bây giờ Ruby lại không có trong Minecraft. Nếu như bạn nào mà muốn thử mình sẽ làm một video một ngày làm bạn trai của Ruby như thế nào thì bạn hãy comment xuống bên dưới, mình sẽ làm thử cho bạn xem nha. Còn bây giờ chọn ai vậy ta? Ha, Ca Mui. Yeah. Đúng rồi, Ca Mui bạn ơi. Tính ra nha là Ca Mui á là một người chị mà. Ca Mui lớn tuổi hơn mình thì tất nhiên Ca Mui nấu ăn phải ngon rồi đúng không? Mà chưa kể, Ca Mui lớn tuổi hơn mình, Ca Mui là chị mình thì Ca Mui phải nhường nhịn yêu thương mình chứ. Ừ nha. Tại sao mình không nghĩ đến điều đó nha? Ok, bây giờ mình sẽ về nhà mình chỉnh lại cái khối lệnh và sau đó mình sẽ biến Ca Mui trở thành bạn gái của mình nha bạn nha. Để xem coi một ngày làm bạn trai của Ca Mui sẽ như thế nào nha bạn. Ok, let's go đi thôi. Rồi, ok bạn ơi, mình đã cài đặt xong gọi là cái hiệu ứng bạn gái nè bạn. Thì bây giờ Ca Mui sẽ trở thành bạn gái của mình nha bạn nha. Để coi cái máy nó có hoạt động chưa ta. Đây, thấy động đất xảy ra nè. Đó, phép thuật hiện ra rồi. Ok, vậy là Ca Mui bây giờ sẽ là bạn gái của mình nha bạn nha. Yeah. Ok đi thôi, bây giờ mình sẽ vào trong nhà của Ca Mui. Hình như nhà của Ca Mui là kế bên nhà của Sam. Trời ơi, rồi xong té. Ui trời ơi, đau quá mấy bạn ơi. Tính ra tôi quên mất là nhà của bà Ca Mui là tuốt ở trên cao thế này luôn nè bạn. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ đi vô nhà của Ca Mui nha. Mở cửa ra nè. Hello, có ai không? Ủa, từ từ, để mình đi ra sau bếp coi. Cũng không có ai luôn. Hay là Ca Mui đang ở trên lầu ta. Từ từ, đóng cửa lại nè. Bây giờ á, mình rút kinh nghiệm rồi. Lần trước cái máy đã hiệu nghiệm rồi. Mình sẽ không tỏ ra là mình là gọi là người xa lạ nữa, mà mình sẽ diễn luôn là mình là bạn trai của Ca Mui nha các bạn nha. Ok, lên trên nè. Trời ơi, cái nhà của bà cao dữ vậy trời. Đúng thiệt là. Hey, Ca Mui á, Ca Mui thấp mà Ca Mui thích cái nhà cao quá vậy. Ok, bây giờ mình sẽ lên trên. Hello, có ai không? Ôi, anh Phong, anh về rồi hả? Ủa, Mui ơi, Mui mới vừa nói em là gì? Ủa, sao lại bảo em? Mình thường có bao giờ xưng em đâu. Trời ơi, mấy bạn ơi, sao mà mình cảm giác nổi da gà quá. Lần đầu tiên Ca Mui kêu mình bằng anh luôn á. Mui ơi, Mui mới vừa gọi em bằng anh đó hả? Ủa, thì cũng đúng thôi, mọi lần thì cũng hay kêu là Mui mấy Phong. Nhưng mà hôm nay Mui muốn đổi mới một chút nên Mui sẽ gọi Phong là anh Phong. Tại vì bên trai lúc nào cũng muốn là anh mà, nên là anh Phong ơi. Hôm nay á, em đổi thay nhiều món cực, anh qua đây ngồi. Thôi Mui ơi, bây giờ á, Mui với Phong xưng là Mui Phong thôi được không, chứ đừng có xưng là anh em. Hôm nay á, Phong không quen. Vậy đó. Nhưng mà người ta muốn gọi Phong là anh. Rồi, gọi bằng anh cũng được, gọi bằng anh cũng được. Rồi ok. Nhưng mà hôm nay á, Phong đói bụng. Sao xưng bằng anh đó trời. Hôm nay anh đói bụng quá Mui có gì cho anh ăn không? Dạ, đây. Ủa, cái gì đây? Khách của chúng ta ngồi vào chó. Ủa? Khách duy nhất trong đời của tôi. Ủa, cái này là gì ạ? Ủa, anh Phong, anh nói gì nhở? Bình thường á, chúng ta hay đi ăn lẩu kia đúng không? Nhưng ngày hôm nay, em làm tại nhà luôn. Là em làm cho anh Phong ăn luôn. Anh thích ăn gà rán đúng không? Có gà rán. Anh thích nước ngọt đúng không? Có nước ngọt, bánh mì, bánh hot dog này, bánh kem, hamburger này, thịt sông khói này, cà phê này, cà rốt này. Đó, cà rốt này là
dành cho em nha, không phải cho anh đâu. Anh đừng có ăn của em đó. Ôi trời ơi, hôm nay là ca mui làm nguyên một cái gọi là lẩu văn truyền luôn bạn ơi. Bạn coi là đồ ăn nó chạy qua chạy lại nè, bạn thấy không? Đó, nó chạy qua chạy lại, nhìn hấp dẫn thật sự. À, ok, vậy thì bây giờ anh ăn nha. Anh bảo bây giờ anh ăn luôn á. Chứ sao? Thiếu rồi, bình thường á, mỗi lần mà em làm đồ ăn cho anh á, xong lúc là anh cũng phải hôn chinh chinh cái nha mà. Trời ơi, sao mà bà ca mui với lại bà Sim y hệt với nhau vậy? Thì mình đòi hôn quậy vậy trời. Hôm nay hơi mệt cho nên là thôi chắc là mình bỏ qua cái chuyện hôn đi nha. Không kìa. Nếu mà không thì cũng phải hôn tay. Rồi. Trời ơi, mấy bạn ơi, cái này là mình bị ép buộc nha các bạn nha. Mà cái này chỉ là hôn bàn tay thôi cho nên là không có gì nha bạn. Cái này là mình bị ép buộc, mình thề. Rồi, ok, được rồi, hôm nay mình ăn đi. Để xem coi đầu tiên là anh muốn ăn gì trước? Gà quay với lại cà phê. Wow, ngon quá vậy. Từ để cái gà quay lên nè. Ngon quá vậy trời. Nhưng mà khoan, từ để gọi là phong test thử coi đồ ăn ca mui nấu như thế nào nè. Để ăn thử miếng này. Ngon. Trời ơi, ăn bao lâu nay rồi vẫn còn tét nữa gì vậy? Trời ơi, ngon quá hả? Ngon quá, trời ơi, ngon. Tát hồ đó là em cứ tưởng là anh chê chứ hóa ra là không chê, thế thì được rồi. Anh ngon mà, đi. Ngon mà, trời ơi. Em lấy cho anh cả 10 đĩa này luôn. Hả gì? 10 đĩa cà quay rồi. Thôi, được rồi. Đây nè. Nhiều quá, Thôi, được rồi. Trời, nói chung là ăn hết luôn. Ok, ăn hết luôn. Trời ơi, bạn thấy không? Mình nói đúng mà. Ca mui á là ca mui người lớn cho nên á là ca mui nấu ăn là phải ngon đúng không bạn? Chứ đâu có như bà Sam. Trời ơi, chứ lại bà Sim, hai chị em nấu ăn dở thiệt sự luôn á. Anh xong rồi, sắp ăn xong rồi mà sao vậy? Thôi thế thì anh ăn xong thì bảo em nha. Rồi, ăn xong rồi. Ủa mà có chuyện gì vậy? Ăn xong rồi hả? Anh đi ra đây. Ủa cái gì vậy trời, sao mà mui mà mui làm mình nổi da gà quá bạn ơi. Ủa mà có chuyện gì hả? Anh nhìn ra đằng kia kìa, anh có thấy ở kia là một cái bãi biển trong Minecraft à? Một bãi biển rồi sao? Em nghe nói ở nước người ta có mấy cái bãi biển kiểu Hawaii này, Marvel này. Anh hôm nào dẫn em chơi được không? Trời ơi bạn ơi, tính ra là tiền của mình á, tiền lương của mình á là bà Sam bà giữ hết trơn rồi, tiền đâu ra mà dẫn đi du lịch. Thôi cứ hứa đại đi bạn. Rồi ok, được. Thôi bây giờ mình vô nhà mình ăn cho xong đi nha, rồi ngày mai mình đi ha. Được hả? Được. Thế bây giờ mình phải đi mua sắm. Tại vì đi chơi á cũng phải có đồ để mặc á. Thì bây giờ mình đi mua sắm, trời ơi. Hôm nay mình sẽ đi mua sắm. Mình sẽ mua quần áo mới, mình sẽ mua mũ mới, trời ơi. Đi thôi. Nhưng mà ta đóng cửa. Tiền đâu mà mua? Bình thường em có đưa tiền cho anh mà. Rồi mua. Ok, mua. Cái gì cũng được hết. Rồi mua. Thì không á, thôi nói chung là ca mui cũng dịu dàng thì thôi mua cho ca mui vài cái món quà chắc là cũng được các bạn ơi, chắc là một hai món quà chắc là không sao đâu. Ok rồi, vậy thì mình đi siêu thị ha, đi thôi. Mua sắm từ nãy giờ hết 3 tiếng đồng hồ thì mới mua xong các bạn ơi. What? Mà mình không biết là mua cái gì mà mua quá trời đồ luôn á trời. Nhưng mà chắc là ở đây là cái shop cũng rẻ, ra nó cũng không rẻ lắm mà cái shop này hơi rộng các bạn ơi, nhưng mà mình nghĩ là chắc cũng không tốn nhiều tiền lắm đâu. Dạ anh ơi, cho em hỏi là đống đồ được của em hết nhiêu tiền vậy anh? Dạ vâng thưa quý khách, đó chính là cái đống đồ này tầm 1000 kim cương à. Ok, một ngàn kim cương. Ủa cái gì tào lao vậy? Tôi mua có chút xíu mà làm gì 1000 kim cương vậy? Rẻ quá vậy. Anh Phong ơi, anh thanh toán đi. Nhưng mà 1000 kim cương chết rồi bạn ơi, 1000 kim cương mình đâu có đủ đâu, mình chỉ có 2 kim cương ở trong người ấy à. Nhưng mà anh ơi, sao mà đến 1000 kim cương dưới anh? Tính ra là để em xem coi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 thùng đồ lận bạn ơi. Tính ra là 7 thùng đồ lận thì phải nhiều chứ. Rồi thùng nào cũng quá trời đồ trong đây hết trơn á. Anh ơi, anh tính tiền cho em đi cho nói chuyện hơi nhiều đó nha, đừng tính quạch tiền không, nha anh. Là đồ hàng ngày đâu, nó còn cả đồ đi du lịch nữa này. Mà đồ đi du lịch thì có bao giờ là rẻ đâu. Nhưng mà thôi, vì đẹp nên em chấp nhận để được anh.
Dạ anh ơi, anh đợi em xíu nha. Giờ em mắc toilet quá à. Cho em đi toilet một cái rồi em ra em tính tiền. Đợi xíu nha, đợi xíu nha. Trời các bạn ơi, xong rồi. Kiểu này là mình phải cố gắng mình lẫn mình trốn thôi. Chứ đâu ra có 1000 kim cương, mình chỉ còn có 2 kim cương trong người. Ở đâu ra 1000 kim cương mà trả giờ. Trời cái bà ca mui này bà mua nhiều đồ quá bạn ơi. Nhưng mà tính ra bây giờ mình mới suy nghĩ kỹ lại, mình mới thấy một điều như thế này các bạn ạ. Tính ra là Sammy nấu đồ ăn cho mình á, mặc dù là nó có dở thiệt mà cũng không đến mức là khó ăn, mình vẫn có thể ăn được mà. Rồi Sammy lấy hết tiền lương của mình cũng chỉ là muốn mình tiết kiệm nhiều hơn thôi. Tính ra là quần áo của mình hay là đồ ăn ở nhà, tivi tủ lạnh gì cũng là Sammy mua hết, chứ có bao giờ Sammy phải để cho mình phải khổ đâu. À, Sammy cũng tốt lắm chứ bộ. Mà thôi được rồi, bây giờ mình phải tìm chỗ nào đó mình trốn thoát khỏi cái siêu thị mới được. Ok, lảng qua bên đây. Ok ok, ca mui đang ở bên kia đang tính tiền các bạn ơi. Ok ok, bây giờ sẽ lảng ra ngoài cửa sổ. À không, có cửa chính nè, mình đi luôn. Xin lỗi mua nhiều. Bạn xin lâu quá ba. Xin lỗi mua nhiều chứ ba. Em hết tiền rồi mua ơi, xin lỗi mua. Chạy bạn ơi, chạy thôi. Về với Sam rồi. Ui trời ơi, đập đi bạn ơi, đập đi. Không được, không được. Ôi, trời ơi, cái cổ máy này thiệt luôn á. Ôi, làm bạn trai của ai cũng không được hết trơn á. Simmy á thì hung dữ nè, mà nấu ăn tệ nữa. Còn Camui á thì nấu ăn ngon thiệt. Nhưng mà bà Camui này bà phung phí tiền quá. Bà dùng tiền của mình mới mua đồ này hết đồ nọ. Ôi trời ơi, mình không có hợp với ai ngoài Sammy hết trơn á. Ôi, sau tất cả thì cuối cùng người hợp với mình nhất cũng chỉ có Sammy mà thôi. Thôi được rồi, mình sẽ quay trở lại với Sammy. Ôi, không được, mình không thể nào mà có thể đối xử với Sam vậy được. Tính ra Sammy tốt bụng với mình lắm luôn á, vậy mà lúc nào mình cũng nghĩ xấu cho Sam. Ôi, thôi, bây giờ mình sẽ quay trở về với Sam đây. Dù gì thì Sam vẫn mãi mãi là bạn gái của mình. Sammy vẫn là người tốt với mình nhất. Ê, tính ra là mình may mắn chứ bộ, có được một người bạn gái phù hợp như vậy là quá tốt rồi. Ok, thôi bây giờ mình sẽ về nhà với Sam nha các bạn nha. Đi về thôi, trời vui quá. Đi về nhà là đi về nhà, đường về nhà là vào tim ta, mãi mãi không rời xa. Ok bạn ơi, về nhà với Sam nào. Sammy là nhất, trời Sammy là số 1. À quên, cái này nhà của mình, mình phải qua bên nhà của Sam chứ, quên. Trời ơi, tôi nhầm bạn ơi, tôi vui quá cho nên tôi quên. Rồi ok, tôi qua bên nhà của Sam nè, mở cửa ra. Sammy đang ngồi xem tivi kìa bạn. Ok, mình sẽ lén đến để mình hù Sam nha các bạn nha. Ok, 1, 2, 3, hù. Ủa gì hết hồn? Tôi nè, trời ơi, tôi là bạn trai của bà nè, bạn trai đẹp trai yêu dấu của bà đây. Ê Sam ơi, tôi đói bụng quá, bà nấu gì cho tôi ăn đi. Tôi đói bụng quá, nhớ bà quá. Cậu là ai vậy? Sao cậu ở nhà tôi vậy? Trời ơi. Ủa gì Sam? Bà nói gì vậy? Tôi là Phong Cận Tây Di, là bạn trai của bà nè. Ủa tôi đâu có bạn trai đâu, tôi khùng hả? Cậu là ai mà tóc xanh mắt xanh vô nhà tôi vậy, ăn trộm đúng không? Nè, bình tĩnh, tôi không phải là ăn trộm. Tôi là Phong Cận, là bạn trai của bà. Tôi với bà đã yêu nhau được 4 năm rồi mà. Chuẩn bị là 5 năm luôn rồi nè, bà không nhớ hả? Phong Cận hả? Bạn trai tôi hả? Ừ. Có đâu. Ủa? Có bạn trai là Phong Cận TV đâu. Bị khùng hả? Nè, không giỡn nha. Trời mệt đó, bà đừng có giỡn nữa mà. Lại đây, tôi ôm cái coi. Tôi nhớ bà quá. Nè, cái cậu kia tự nhiên vô nhà tôi không biết cậu like, cậu đòi ôm tôi, còn nhận tôi là bạn gái đó chứ. Bị khùng hả? Ủa mấy bạn ơi, rõ ràng là mình đã phá hủy cái cổ máy kia rồi mà. Chẳng lẽ là cái máy đó nó bị hỏng cho nên là Sammy không nhớ mình là ai luôn hả ta? Ủa khoan từ, hồi nãy mình mới vừa đổi cái lệnh. Bạn gái của mình là Camui với lại là Simmy. Chết rồi, mình quên mất, mình không đổi lại bạn gái của mình là Sammy rồi. Sam ơi, bà bình tĩnh đi. Nè. Cậu kia, cậu mà còn đứng đây một lần nữa tôi gọi cảnh sát á. Bây giờ cậu ra khỏi nhà tôi đi, tôi không biết cậu là ai đâu mà cậu cứ nhận tôi là gái vậy bị khùng hả? Không, bình tĩnh, tôi nói bà nghe nè. Tôi là Phong Cận TV, là bạn trai của bà. Bà nhớ chưa? Tôi là Phong Cận TV, tôi gặp bà ở ngoài Huế á. Tôi sống chung với bà ở ngoài Huế, bọn mình sống chung một nhà với nhau. Bọn mình là Hero Team, bọn mình có 8 người. Tôi với bà là một cặp đôi đó, bà nhớ chưa? Phong Cận hả? Không. Cậu đi ra khỏi nhà tôi đi, còn nói nhiều quá. Đâu ra Phong Cận TV tên này. Bình tĩnh. Sam, mở cửa. Ủa, chết rồi. Chắc là Sammy quên mình là ai đâu rồi sao? Từ, để mình qua bên cửa sổ. Sammy ơi. Tí gì là ai ta? Chả biết nữa. Diệu. CTV tiếp thôi. Ủa, chẳng lẽ là Sammy quên mình thiệt rồi sao? Chết rồi. Chẳng lẽ là từ nay Sammy sẽ không bao giờ nhớ mình là ai nữa sao? Trời ơi, Sammy, bà làm ơn bà nhớ ra tôi đi mà. Là tôi nè Sammy, mở cửa đi Sammy. Trời mưa luôn rồi. Chết rồi, Sammy. Sam ơi.
là tôi nè, tôi là Phong Cận nè, là bạn trai của bà nè Sam. Bà không nhớ tôi hả Sam? Sam ơi, vậy là từ nay Sammy sẽ không còn nhớ mình là ai nữa sao? Sau bao nhiêu chuyện khó khăn, cái người mà nấu ăn cho mình hàng ngày cũng là Sammy, người luôn lo lắng chăm sóc cho mình, giặt giũ quần áo, quét dọn nhà cửa cho mình cũng là Sammy. Sammy luôn lo lắng cho mình, vậy mà mình lại có ý định tìm một người bạn gái mới. Mình đúng thiệt là một người tồi tệ mà. Sammy à, bây giờ thì tôi mới hiểu rằng là người nào mới chính là người tốt với tôi. Sammy à, bà thật sự quên tôi hay sao? Tôi xin lỗi mà, tôi xin lỗi rất là nhiều. Ủa? Cậu đi ra khỏi nhà tôi đi, sao cửa đứng ở chỗ nhà tôi vậy? À, ừ? Sao mà thật ra là... Cậu đi đi, tôi đâu có nhớ cậu là ai đâu. Tin tôi báo cảnh sát bây giờ, hả? Đi về đi. Thôi, được rồi. Tôi sẽ đi mà, nhưng mà sao mà chỉ hy vọng rằng là dù có chuyện gì xảy ra, bà cũng phải thật là sống thật là tốt nha. Bà cũng phải hứa tôi là bà phải được hạnh phúc á, dù là bà có người bạn trai khác. Tôi tệ lắm, tôi không có phù hợp với bà đâu. Tạm biệt, tôi đi đây. Ủa? Sao? Trời ơi. Sao bà lại cười? Ủa? Cười quá à. Mà không cần TV tôi biết ông là ai mà. Ủa là sao? Ủa? Thì tất nhiên rồi, tôi là Sammy nè. Tôi đâu có như con, tôi đâu mất hết đâu. Tôi giả bộ thôi. Nghĩ sao vậy? Không quá. Ủa? Vậy là từ nãy đến giờ là bà nhớ tôi là ai, nhưng mà bà cố tình bà cho tôi, bà nói là bà không nhớ hả? Tất nhiên là vậy rồi. Trời ơi, cái bà đây. Yeah. Sammy à, bà có biết là bà làm như vậy tôi buồn, tôi nhớ bà lắm Sam ơi. Tôi còn nhớ không? Trời tôi trời. tôi xin lỗi bà rất là nhiều. Tôi là một kẻ xấu xa, tôi không trân trọng những thứ tình cảm mà bà đã dành cho tôi. Tôi thật là tệ, nhưng mà sau bao nhiêu thứ thì tôi mới nhận ra một điều rằng là bà mới chính là người tốt với tôi. Bà giữ tiền lương của tôi á cũng chỉ là muốn tôi tiết kiệm hơn, dành dụm cho tương lai của hai đứa mình. Bà nấu ăn cho tôi á, bà cũng cố gắng bà nấu những món ngon nhất. Hamburger là món tôi thích nhất, nhưng mà do là tôi thấy bà lấy quỷ đen của tôi cho nên tôi giận quá tôi mới nói vậy thôi, chứ thật ra tôi thích hamburger bà làm cho tôi lắm. Thôi mà Sam, hay là bà cho tôi xin lỗi được không? Được không? Ông hiểu ra tôi mừng rồi. Nhớ nha, đứng dậy đó nha. Thôi tới đây tôi ôm cái nè. Đây, ôm cái nè. Xin lỗi Sam nhiều. Cảm ơn bà vì đã tha thứ cho tôi. Không sao nào. Hello team, hello.